nó sẽ trị, trị nữa rất là mau và thấu hiểu. Nếu mà chúng ta vừa nhét vào và vừa uống nữa thì nó còn mạnh nữa. Và cái niêm hay là trà Jason Winter có một cái công dụng đó là hạ cholesterol xấu và nâng cái cholesterol tốt lên nó rất là nhanh, cái con số rất là cao mà mình không có thể nào mà ngờ được, và nó giúp cho mình về cái cholesterol hay là cái bệnh tim mạch qua những cái loại trà đó. Và những cái loại trà đó là nó kiềm đó, thì ai mà bị acid mình uống vào thì đồng thời nó nâng cái độ lên cái độ kiềm. Cho nên là uống những cái loại trà như là tinh dầu hạt bưởi, trà niêm hay là trà Jason Winter, mình chữa có một bệnh thôi, nhưng mà mình đồng thời mình khám phá ra là nó chữa cho mình nhiều bệnh khác nữa. Đồng thời, ví dụ như ngày xưa đó là Kim Tuyến nó bị shingle đau hết từ đây sang đây, thì sau ha, sau và shingle nó đau cái thiên khí năng rất là lợi hại. Mình chỉ đặt hai cái tay mình lên ấm truyền vào, chỉ chừng 3 phút thôi là hết đau và ngủ ngon. Nhưng mà khi mình đi là làm việc nó cho sóc nó đau lại, thì sau đó là dùng niêm, chỉ dùng niêm có một ngày